công nghệ đột phá nhằm chống lại vết bẩn. Với những bản cầu truyền thống không có ProGrad sẽ để lại những vệt tia nước trên bề mặt xứ. Còn với ProGrad, dòng nước lướt nhẹ nhàng trên bề mặt bản cầu. Và bản cầu thông thường dễ bị bám bẩn bởi các hoạt chất silic trên bề mặt xứ. Theo thời gian, các hợp chất silic có trong nước liên kết với bề mặt xứ, gây ra hiện tượng thô ráp bề mặt. Chính điều này gây ra hiện tượng bám bẩn, silic hóa và cấu thành những vết ố trên bề mặt bản cầu. Qua thời gian, những vết ố này càng nhiều và việc loại bỏ chúng sẽ rất khó. Lisin Việt Nam đã nghiên cứu và cho ra đời công nghệ ProGrad. Công nghệ đột phá được ứng dụng lên bề mặt xứ. Nó ngăn ngừa chất bẩn và silic có trong nước bám lên bề mặt xứ và ngăn ngừa việc hình thành lên các vết ố. Bề mặt hoàn thiện trơn của công nghệ ProGrad giữ cho bản cầu luôn sạch mà không cần phải cọ rửa. Sự khác biệt này chính là cuộc cách mạng mang đến nhiều lợi ích cho người sử dụng.